Sao bằng Nhật, chào các bác. Em giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát TR5 nhé. Đợt này máy rửa bát thì cũng đang bắt đầu vào cái giai đoạn bán khá là chạy các bạn. Giá thành nó hợp lý mà. Nhiều bác thì kinh tế vừa phải thì bây giờ mình tranh thủ cái thời điểm này máy rửa bát nó quá rẻ. Mình sắm cho gia đình một chiếc thì rất là hay. Ăn cơm xong chỉ việc xếp bát vào là rửa thôi. Ở trên hình các bác là một con TR5 này. Con TR5 này bây giờ bên em báo giá luôn là 3 triệu 2 nhé. Đấy, bán 3 triệu 2, mã số 1. Bảo hành 1 năm. Bên em máy rửa bát bảo hành 1 năm cho các bác yên tâm sử dụng. Ngoài hết thời gian bảo hành ra, các bác cần gì bên em hỗ trợ các bác thoải mái nhé. Này. Đời 2012. Con này phần hông lưng khá đẹp các bác này. TR5 2012. Các bác yên tâm rằng là một cái máy đời 2012 hay kể là National Nationa đấy 2005 thì các bác cứ yên tâm dùng máy Nhật này nhé. Siêu bền luôn 10-20 năm nữa các bác vẫn cứ dùng ok. Không bao giờ phải lo về là bảo là tuổi thọ đời nó 10 năm hay là 12 năm hay bao nhiêu năm. Vì là bản chất khi mà bên Nhật họ dùng đấy các bác. Một đời 2012 này khi họ sản xuất ra thì họ cũng chỉ dùng bên họ chỉ khoảng 2-3 năm thôi. Là họ đã thay một cái mẫu mới rồi vì bên họ nó rất là sẵn. Công ty họ sẵn sàng là trao đổi máy rất là rẻ cho nên là họ đổi liên tục các bạn, chứ không dùng lâu như người Việt mình. Chứ là có 2012 thì cũng chỉ dùng cùng lắm đến 2015 là họ thôi thôi. Từ ngày để không đến bây giờ. Cho nên là mình, cái kinh tế của mình vừa phải thì mình cứ mua cái mức vừa tầm tiền phù hợp với kinh tế. Đấy là lời khuyên chân thành của em bán nhiều máy. Còn các bác mua máy nào thì em bán em vẫn có lãi thôi. Nhưng em khuyên chân thành vậy để làm sao mà những cái bác mà kinh tế mình có vừa phải ấy, mình không phải cố các bạn. Đấy, không phải cố các bác nhé. Cứ mua vừa tầm tiền, càng đời cỏ ít tiền thì các bác càng sẵn linh kiện thay thế càng dễ. Đấy là em nói thật. Đấy, chứ không phải là bảo là sợ là máy rửa bát nó hiếm đồ đâu. Riêng máy rửa bát Nhật này đồ cực sẵn luôn. Em đảm bảo như vậy. Công nghệ Econavi các bác này, TR5 nhá. Thời gian sấy này. Đấy, các bác chọn thời gian sấy tùy 30 phút này. Nếu mà cái đèn này sáng là các bác chế độ giữ khô bắt đũa nhá. Đấy, còn cái đèn này này nó là cái chỗ thông gió. Các bạn đóng cửa kín thì nó có quạt gió nó chạy là thông mùi ra bên ngoài. Đấy. Thường rửa xong các bạn chọn đem 30 phút là sấy khô thôi. Rửa tiêu chuẩn này, nước nóng 80 độ C. Nó có nhiều chế độ rửa mạnh, rửa nhẹ, rửa nhanh, chậm các kiểu luôn. Đấy. Đèn báo chu trình rửa nhé. Nước nóng 80 độ C. Nội thất con này rất là sạch các bạn này. Gang chỉ đẹp ok nhá. Nội thất mới sạch đẹp. Máy đã được vệ sinh test dọn kiểm tra tất cả các hạng mục rồi. Các bạn về chỉ lắp nước và chạy thôi. Lắp nước thì rất đơn giản, các bác, nó chỉ có một cái đầu ở trên này, các bác cắm như là cắm như máy giặt thôi. Con em bán là 3,2 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Mã số 1, các bác ở xa mua thì các bác đặt cọc trước em 500 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Cũng rất là mong các bác ủng hộ bên kênh nhé. Đợt này sản phẩm về khá là nhiều, giá thành tốt, các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ nhé. Chào các bác.